Xin chào quý vị và các bạn. Như vậy là sáng sớm ngày mai thì Manchester United của chúng ta sẽ tiếp tục ra sân thi đấu trong cuộc đụng độ nảy lửa với Sevilla tại tứ kết lượt đi Europa League mùa này. Trước giờ bóng lăn, các vị huấn luyện viên trưởng cũng như hai cầu thủ ngẫu nhiên đều góp mặt ở buổi họp báo chính thức, mặc dù chúng tôi chỉ tập trung xoáy vào tình hình tại Man United. Và vì nắm bắt được nhu cầu về thông tin đó, Random Football như thường lệ vẫn dịch thuật đầy đủ chi tiết để gửi tới quý khán giả những điều đáng chú ý nhất xoay quanh trận cầu tại Old Trafford. Về cách thức dịch thuật, tác giả Ilfer luôn theo dõi đầy đủ buổi họp báo được phát sóng trực tiếp trên MUTV và truyền tải lại theo ý hiểu đơn giản nhất. Điều này có nghĩa là một vài điểm trong nội dung sẽ khác với thực tế, nhưng đại ý của chúng hoàn toàn phù hợp với những điều mà huấn luyện viên và cầu thủ chia sẻ trước truyền thông. Chính vì vậy, mục tiêu của Random Football chung quy lại vẫn là hy vọng quý khán giả sẽ cảm thấy thoải mái khi lắng nghe những bản dịch đi theo văn hóa người Việt, chứ không phải là sử dụng Google để chuyển ngữ một cách thô sơ. Nội dung chính trong chương trình hôm nay bao gồm những tiết lộ đáng lo ngại từ huấn luyện viên Erik ten Hag về chấn thương của Marcus Rashford, Luke Shaw hay Alejandro Garnacho. Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Hà Lan cũng mập mờ về tương lai của Marcel Sabitzer sau khi mùa giải 2022-23 khép lại. Ngay bây giờ, xin mời tất cả anh em fan Quỷ Đỏ cùng lắng nghe bài dịch thuật chi tiết nhất từ tác giả Ilfer trên Random Football trước khi tiếp tục đến với chuyên mục Q&A vào buổi trưa, nơi chúng ta sẽ được biết danh tính những khán giả may mắn tiếp theo nhận được phần quà là những chiếc long bào đầy giá trị. Đầu tiên là màn hỏi đáp giữa huấn luyện viên Erik ten Hag và phóng viên của MUTV. Xin chào Erik, vừa rồi thì trang chủ manunited.com đã đưa ra thông báo về chấn thương của Marcus Rashford. Vậy điều này có nghĩa là cậu ấy sẽ trở lại ở trận bán kết FA Cup với Brighton vào ngày 24 tháng 4 hay tình hình tồi tệ hơn và câu chuyện ở đây là gì? Đúng. Chúng tôi xác nhận Marcus sẽ bỏ lỡ một vài trận sắp tới. Điều này hoàn toàn công khai, nhưng hiện không có gì chi tiết để nói cả. Tôi thực sự không rõ mức độ nặng nhẹ ra sao và đội ngũ y tế cũng cần chờ xem vết đau ở háng của cậu ấy tiến triển thế nào trong vài ngày tới. Vậy Luke Shaw và Alejandro Garnacho có thể ra sân vào ngày mai hay không? Không, chắc chắn cả hai đều phải ngồi ngoài. Tôi nghĩ vấn đề của Alejandro nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng hy vọng Luke có thể sớm tái xuất trong thời gian ngắn vì cậu ấy gặp chấn thương nhẹ hơn. Trong thời gian qua, rõ ràng ông đã chờ đợi Anthony Martial trở lại và giờ cậu ấy mới tái xuất thì Rashford lại dính chấn thương. Ông có lo ngại gì không khi chắc chắn United phải dựa vào chàng trai này nhiều hơn ông mong đợi? Vì dẫu sao, Martial cũng đã ngồi ngoài quá lâu. Xin lỗi. Tôi chẳng phải ép buộc thứ gì cả, nhưng tất nhiên ban huấn luyện đã phải cẩn trọng với trường hợp này. Các anh đều thấy hàng tấn công của United chơi tốt thế nào trước Brentford và Everton. Vì vậy, tôi tin họ sẽ liên tục là những mối đe dọa cho hàng phòng ngự đối thủ, bất chấp ai xỏ giày vào sân và ai phải ngồi ngoài vì chấn thương hoặc treo giò. Vậy điều này có nghĩa là Anthony Martial sẽ đá chính trước đội bóng cũ của cậu ấy phải không? Đúng thế. Anh chàng này đã sẵn sàng sau một vài tuần làm quen với cảm giác thi đấu. Nhưng như tôi đã nói, quyết định để Anthony hay ai ra sân thì phải phụ thuộc vào yếu tố phong độ. Chính vì hàng tiền đạo chơi xuất sắc trong hai trận gần nhất, nên chẳng có lý do nào để tôi từ chối cho họ cơ hội góp mặt. Lợi thế của tôi trong câu chuyện này là Anthony có thể từ từ trở lại, thay vì đốt cháy giai đoạn. Cậu ấy chơi vài phút sau khi vào sân từ ghế dự bị. Điều đó giúp cầu thủ quen với cường độ thi đấu cao hơn. Nhưng thực sự thì Anthony đã sẵn sàng đá chính trước Everton rồi. Tôi còn nhớ rằng ông đã nói nhiều về tầm quan trọng của Christian Eriksen khi cậu ấy dính chấn thương. Vậy giờ chàng trai này vừa kịp trở lại cho giai đoạn cuối mùa và United sẽ nguy hiểm hơn bao nhiêu? Ồ, khi sở hữu Eriksen, Casemiro và Fernandes thì tôi sẽ cho các anh thấy sự cân bằng ở hàng tiền vệ. Trong một thời gian dài, cách họ phối hợp với nhau quả là tuyệt vời. Khi KC công thủ toàn diện
liên kết tốt và sau đó Eriksen có thể hỗ trợ bằng các đường truyền, các cơ hội, các quả chọc khe. Tôi không nhớ rõ nhưng chắc là cậu ấy đã có 8 pha kiến tạo ở Premier League và điều này nói lên tầm quan trọng của Eriksen đối với tuyến trên. Đối với tôi, đó là một tiền vệ nhìn thấy đường truyền và biết cách hiện thực hóa chúng bằng bộ não của mình. Kể từ khi tới đây cho đến nay, ông liên tục o bế Anthony Martial, dù cậu ấy luôn chấn thương và bỏ lỡ gần 30 trận mùa này. Vậy liệu đây có phải là thời điểm để quả bóng vàng tương lai bước lên hay không? Các anh nghe và nói chỉ ở khía cạnh bề nổi của một tảng băng chìm mà thôi. Tôi bênh vực Anthony, nhưng có lý do chính đáng nếu nhìn vào số liệu thống kê. Những thứ đó cho tất cả thấy rằng cậu ấy cần ít thời gian hơn để ghi bàn so với bất cứ ai trong đội. Khi chàng trai này xỏ giày ra sân, tôi đề cập tới các trận đại chiến gặp Man City và Liverpool. Rõ ràng, đó là phiên bản tốt nhất của Martial và United hưởng lợi vì điều này. Chính vì thế, các anh có thể đay nghiến tôi về chuyện o bế ai đó, nhưng ở trong chăn mới biết nó ấm thế nào với các số liệu đầy đủ. Ông đã chia sẻ về khả năng phòng ngự của United, nhưng Harry Maguire có thể đá chính trước Sevilla hay không? Tôi nghĩ Harry luôn cạnh tranh trong mọi trận đấu, vì đây là một cầu thủ rất giỏi, và chúng tôi cũng đã thấy cậu ấy chơi tốt như thế nào vào thứ Bảy trước Everton. Những cầu thủ chơi tốt nên sẽ gây ra tranh cãi khi đội hình cũng có nhiều nhân tố xuất sắc. Tôi hài lòng với cách mà United phòng ngự, vì nó giống như 11 người đều bảo vệ cầu môn, với một thủ thành tuyệt vời, và điều này mang lại hàng tá trận sạch lưới như các anh thấy trên số liệu thống kê. Tuy nhiên, United cần lặp đi lặp lại hiệu suất đó mỗi ngày bằng cách giữ kỷ luật tuyệt đối, đặc biệt là trong quá trình chuyển trạng thái và các pha cố định. Nói chung, United phải giữ sạch lưới như một thói quen nếu muốn vô địch các giải đấu, vì đó là nền tảng cơ bản. Thời gian qua, Marcel Sabitzer chơi tiến bộ hơn so với khi mới đến, nhưng liệu cậu ấy sẽ ký hợp đồng dài hạn với United sau mùa giải năm nay? Đúng vậy, Marcel chơi rất tốt và thích nghi với đội bóng mới, với giải đấu mới. Và tôi thấy cậu ấy có một nhân cách lớn ở khía cạnh con người. Chàng trai này hoàn toàn phù hợp với văn hóa phòng thay đồ, một mẫu cầu thủ thông minh và dĩ nhiên tôi hài lòng sau những gì Marcel đảm nhận trong thời điểm này. Nếu theo như ông nói, thì sự xuất hiện của Sabitzer sẽ thúc đẩy Eriksen, McTominay hay một lần nữa vẫn là Bruno Fernandes. Ồ, tôi muốn sự năng động và gây bất ngờ cho đối thủ, khiến họ khó khăn trong việc đọc vị trận đấu. Như vừa trình bày, United đang phòng ngự tập thể và tôi cũng mong đợi United tấn công tập thể. Tôi muốn đội tạo ra nhiều cơ hội nhưng không cho phép cầu môn rơi vào trạng thái bị động. Và quan trọng nhất là đảm bảo an toàn trong quá trình chuyển đổi từ công sang thủ và thủ sang công. Vì thế có thêm nhân sự chỉ đồng nghĩa với việc đa dạng hóa cách chơi mà thôi. Ông và các cầu thủ chắc đã biết Sevilla năm nay đá rất kém ở La Liga, nhưng cũng giống như Real Madrid ở Champions League, đội bóng này là vua ở Europa League. Vậy United mong đợi điều gì vào ngày mai? Vâng, anh tự hỏi và cũng tự trả lời rồi. Rõ ràng Sevilla có hào quang rực rỡ khi vô địch Europa League nhiều hơn tất cả các đội ở châu Âu cộng lại. Vì thế mục tiêu của họ đương nhiên là nối dài kỷ lục tuyệt vời đó. Nhưng United có 100% động lực để xử lý trận này và toàn đội cần chơi thứ bóng đá tốt nhất nếu muốn đánh bại họ. Tôi nghĩ các cầu thủ đã hoàn toàn tập trung và chuẩn bị đầy đủ để nghênh tiếp các huyền thoại. Anthony Dos Santos đã chơi hay trước Everton, nhưng có một thực tế là cậu ấy chưa ghi bàn kể từ tháng 10 năm ngoái và cũng không có pha kiến tạo nào ở Premier League. Vậy ông có mong đợi nhiều hơn từ cầu thủ này với mức giá 100 triệu euro và Anthony đang làm gì để cải thiện tình hình? Tôi không tâng bốc ai, nhưng phải có lý do thì Anthony mới đá chính cho Brazil trong các trận đấu. Rồi nếu theo dõi các cuộc đụng độ gần nhất tại Old Trafford, các anh có biết Everton phải thay người ngay sau hiệp 1 hay không? Lý do là vì Anthony biến Ben Godfrey thành con nuôi và Mikolenko được đưa vào sân để cánh trái có thể trở nên bớt đau khổ. Dĩ nhiên bạn cần duy trì hiệu suất trong mọi thời điểm, nhưng dù sao thì Anthony vẫn có khả năng vươn tới đẳng cấp đó. Cuối cùng, trước khi kết thúc màn vấn đáp với ông,
tôi muốn hỏi một lần nữa về tình hình của Marcus Rashford. Làm thế nào mà cậu ấy nhận được tin rằng mình sẽ phải ngồi ngoài một thời gian, và ông có thể làm gì để giữ tinh thần cho cầu thủ trong mùa giải năm nay? Tất nhiên, đó là một bước lùi, và Marcus cảm thấy thất vọng về điều đó. Nhưng cậu ấy không hoàn toàn suy sụp, vì bản thân Marcus biết mình sẽ nhanh chóng trở lại. Chàng trai này lạc quan và bắt đầu ngay quá trình hồi phục để sớm trở lại sân cỏ. Bây giờ là màn giao lưu giữa thủ môn David De Gea và phóng viên MUTV. Xin chào Dave, anh có thể mô tả rằng mùa này United đang chơi thế nào? Vâng, chúng tôi đang làm tốt khi đã giành một danh hiệu và ai cũng thích thú với nó. Phòng thay đồ hiện nay gắn kết, hòa thuận và tất cả đều nỗ lực hết mình trong cả tập luyện cũng như thi đấu. United hiện vẫn tham gia ở cả 3 giải đấu quan trọng và mọi thứ vẫn đúng hướng. Mùa này, United không ở đẳng cấp cao nhất khi so sánh với City hay Arsenal, nhưng anh lại giữ sạch lưới nhiều nhất với 13 trận cùng Nick Pope của Newcastle. Vậy anh có cảm giác gì trong thời điểm hiện tại? Ồ, điều đó thật tuyệt, và có nghĩa là tôi đang làm tốt trong một thời gian dài. Trước đây, việc vượt qua kỷ lục của Peter Schmeichel đã là tự hào, và giờ thì giữ sạch lưới cũng tự hào chẳng kém. Khi bạn không cho đối phương ghi bàn, chiến thắng sẽ đến cùng những điều lớn lao. Vậy anh có buồn không trong những lúc bị chỉ trích? Thực ra thì mùa hè nào chẳng ra giả tiếng ve kêu, và bạn không thể khiến tất cả hài lòng được. Tôi chỉ biết cố gắng hết sức, và toàn đội hiện đang cùng nhau làm một công việc tuyệt vời. Như vậy là đủ. Đến đây, chương trình họp báo xin được dừng lại. Và quý khán giả đừng quên rằng chuyên mục Q&A sẽ lên sóng vào trưa nay với những phần quà hấp dẫn dành cho các bạn may mắn đặt câu hỏi cho tác giả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.